Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu cho anh chị thêm một chiếc Kia Sorento. Chiếc này của em sản xuất năm 2018, máy xăng, số tự động, phiên bản full option. Chiếc này máy xăng bản full ạ, màu trắng biệt tỉnh. Đó. Cái này thì xe này khi mà về cách đây khoảng tầm 4-5 ngày gì đó thì em có quay một cái clip mà xe nguyên bản đấy. Bây giờ thì em đã cho đánh bóng phủ ceramic lại xe rồi, nên nhìn nó cũng bóng bẩy hơn một chút. Nếu như anh chị mà muốn xem cái clip mà ngày đầu tiên nó về cửa hàng ấy, mà xem mộc mạc, xem nguyên bản ấy, thì anh chị có thể vào kênh của em, sau đó lật lại những video cách đây khoảng tầm 3-4 ngày, thì em sẽ có một cái clip dành cho cái xe mà cách đây 3-4 ngày khi nó mới về, nó vẫn còn nguyên biển số ấy. Chiếc này máy xăng ạ. Đó. Cái này mới về nên là anh em đang mang ra chụp ảnh lại. Mọi người nếu như mà muốn xem ảnh thì có thể vào Zalo qua số điện thoại em đang để trên màn hình nhé. Hoặc là có thể qua Facebook của em để xem trực tiếp luôn. Facebook của em có tên là Song Thảo ạ. Mọi người có thể search số điện thoại của em để có thể tìm ra em. Lốp Continental còn khá là dày. Đó. Động cơ xăng thì nổ rất là êm. Tuy nhiên là nó sẽ hơi tốn nhiên liệu hơn so với máy dầu. Nhưng mà máy dầu thì chỉ dành cho những gia đình chạy dịch vụ hoặc là chạy khá là nhiều thì mới phải sử dụng đến máy dầu. Còn lại những gia đình mà dùng chiếc Sorento này thì đa số là mua máy xăng hết rồi. Nội thất của chiếc xe này thì còn khá là mới. Đây là cái khoang hành khách của chiếc xe này. Mọi người có thể nhìn rất rõ đúng không ạ? Từng chi tiết của chiếc xe em đang cố gắng giữ để cho mọi người nắm được chi tiết hơn. Đây là vô lăng của chiếc xe. Hiện tại thì chiếc xe này của em chạy được 42.000 km. Vô lăng zin này, nguyên bản 42.000 km ạ. Km zin luôn nha mọi người nha. 2018, mỗi năm chạy 2 vạn. Đó là km quá là bình thường với một chiếc Kia Sorento. Cần số đấy ạ. Cái chi tiết ở trên chiếc xe này thì do bên em dọn nội thất rồi nên là nhìn khá là mới, chẳng khác gì một chiếc xe 2020 siêu lướt cả. Chiếc xe này thì bên em vẫn bán trả góp, hỗ trợ cho mọi người vay 70%, giao xe toàn quốc nếu như mọi người có nhu cầu cần giao xe. Các bác ở tỉnh xa mà muốn mua xe thì có thể chuyển khoản rồi bên em sẽ ship xe đến tận nhà luôn. Trên bản full option này thì được trang bị thêm cửa sổ trời panorama. Đó. Ngồi hàng ghế thứ hai thì cũng khá là rộng rãi, thoải mái. Như em ngồi thì còn khoảng tầm 25 phân nữa mới chật. Nói chung là rộng so với những chiếc Sorento chạy trong gia đình. Một chiếc xe 7 chỗ thì chiếc này khá là ok. Tại vì khuôn tiền nó rất là vừa tiền cho tất cả các gia đình đều có thể sử dụng được. Nước sơn thì rất là bóng. Đó. Ghế đây, ghế màu kem mà giữ được như thế này là rất là mới ạ. Chủ xe họ cũng khá là cẩn thận. Trên chiếc xe này thì được trang bị thêm nhiều ghế. Và trên bản năm 2018 thì có thêm trợ lực điện. Các bác lái xe rất là nhẹ nhàng, nó không nặng như trợ lực dầu trước đây nữa. Cái này mọi người nếu không muốn dùng thì có thể kéo lên để chở người. Đó, còn nếu mà muốn dùng thì hạ xuống như này để khá là nhiều đồ. Các cái táp ly ở phía sau này thì vẫn còn rất là giữ gìn. Nó còn khá là mới. Sơn zin chiếc xe này còn khoảng tầm 90%, khá là mới. Mọi người có thể nhìn được nước sơn của nó khá là ổn. Về giá của chiếc xe này thì hiện tại bên em đang giao bán trên thị trường với giá là 745 triệu cho một chiếc Kia Sorento sản xuất năm 2018, máy xăng bản full màu trắng, chạy được 40.000 km.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Xin mọi người hãy cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ những clip sau của em nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.